Kính thưa quý cha, quý tu sĩ, chúng sinh và toàn thể anh chị em. Thánh lễ hôm nay là thánh lễ rất đặc biệt, cho chúng ta thấy một cái hình ảnh giáo hội quy tụ về đây, giáo hội địa phương gồm có giáo mục, linh mục, chúng sinh, tu sĩ, giáo dân, tất cả mọi thành phần quy tụ về đây để làm thành hội thánh địa phương. Chúng ta đang trong cái tiến trình cố gắng để xây dựng một cái hội thánh hiệp hành, một hội thánh hiệp thông tham gia và sứ vụ. Ngày hôm nay chúng ta dừng lại để dựa vào lời Chúa chúng ta hiểu một chút thế nào là một hội thánh tham gia và làm cách nào để có được một cái hội thánh tham gia. Kính thưa anh chị em, khi nói tới tham gia đó, thực sự ra tôi thì tôi không thích cái từ tham gia. Chúng ta dịch như vậy thôi, nhưng mà nó cũng không có diễn tả được, và có khi nó làm méo mó cái ý nghĩa đi. Khi mà nói tham gia đó thì chúng ta tự nhiên là nghĩ tới là có những người chính, có những người phụ, có những người đóng vai trò chủ yếu, còn có những người phụ thêm thôi. Tham gia là phụ thêm một chút thôi. Thưa anh chị em, đấy không phải là tham gia chúng ta muốn nói tới. Cái sự tham gia ở đây theo tiếng Anh hay tiếng Pháp, tiếng Ý, tiếng Latin cũng vậy thôi. Participatio, tiếng Latin, nghĩa là gì? Nghĩa là mỗi người có cái phần của mình và làm cái phần của mình, chứ không phải là người khác làm thì tôi tham gia một tí. Không phải. Hiểu như vậy là sai lầm hoàn toàn. Và tự nhiên anh chị em giáo dân cảm thấy là mình cái người bên rìa giáo hội. Không. Anh chị em giáo dân là giáo hội, và vì thế anh chị em có cái phần của anh chị em. Tất cả mỗi người trong giáo hội có cái phần của mình và chu toàn bổn phận của mình, cái vai trò của mình, cái đặc sủng của mình, thì đấy là participatio, chứ không phải tham gia làm thêm. Các bài đọc lời Chúa hôm nay nói với chúng ta về một hội thánh. Hội thánh là dân tư tế. Chỉ có Chúa Giêsu là tư tế duy nhất, còn tất cả mỗi người chúng ta được thông phần vào chức tư tế của Chúa Giêsu, mỗi người một cách. Các linh mục nhận được chức tư tế thừa tác, tham dự vào chức vụ tư tế của Chúa Giêsu trong vai trò là đầu. Còn tất cả chúng ta, mọi người tín hữu cũng đều tham dự vào chức tư tế của Chúa Giêsu trong cái tư cách là thân thể của Chúa. Như anh chị em sẽ được nghe trong bài kinh tiền tụng đó, Chúa Giêsu đã thiết lập chức tư tế chung cho tất cả mọi người, chức tư tế phổ quát. Nhưng mà ngoài ra Chúa còn lập thêm chức tư tế thừa tác, tư tế chung cho tất cả mọi người. Và trong hội thánh mỗi người làm cái vai trò của mình. Những người đóng cái vai trò chức tư tế thừa tác, cử hành phụng vụ, nghĩa là gì? Cử hành hiện tại hóa hy lễ của Chúa Giêsu trong tư cách là đầu của hội thánh. Còn tất cả cộng đoàn chúng ta, và ngay cả tôi, cả các linh mục cũng vậy, cũng phải cử hành một cái hy lễ khác, gọi là dâng cuộc đời của mình, dâng chứng cuộc đời của mình làm hy tế, dâng lên Đức Chúa Cha. Nếu mà chỉ có hy lễ của các linh mục mà không có hy lễ của dân Chúa, thì phải nói rằng là cái công cuộc cứu độ của Chúa nó không có được thành công. Là bởi vì Chúa Giêsu đã chịu chết, đã cử hành hy tế, nhưng mà dân Chúa không có hướng lòng về Chúa, chưa biết dâng cuộc đời của mình cho Đức Chúa Cha trong tình yêu và trong sự vâng phục, thì cái ơn cứu độ đó và hy lễ của Chúa Giêsu đó có thể nói là chưa đem lại ơn cứu độ. Và ngược lại, cộng đoàn tín hữu chúng ta cử hành chức tư tế chung, chúng ta dâng cuộc đời của mình cho Chúa trong tình yêu, trong sự vâng phục, mà nếu không có hy lễ của Chúa Giêsu cử hành trên bàn thờ, thì tất cả bao nhiêu hy lễ của chúng ta, hàng tỷ hy lễ của chúng ta cũng không thể nào có thể đem lại ơn cứu độ được. Chỉ có Chúa Giêsu, con duy nhất của Thiên Chúa, mới thực hiện được điều đó. Rồi dân tư tế cũng là dân rao giảng tin mừng.
chúng ta được sức dầu để rao giảng tin mừng. Như Chúa Giêsu đã nói đó, Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, Người đã sức dầu cho tôi, Người sai tôi đi rao giảng tin mừng. Những người được đóng cái vai trò là đầu, anh em đừng một có cái chức tư tế thừa tác, thì rao giảng tin mừng của mình với cái năng quyền của Chúa. Chúng ta không thể chối bỏ được cái lời này, lời của Chúa Giêsu: ai nghe anh em là nghe thầy. Các linh mục rao giảng tin mừng với cái quyền giáo huấn của Đức Kitô là đầu. Và chúng ta cũng rao giảng tin mừng, nhưng mà chúng ta rao giảng tin mừng ở giữa đời, đi vào tất cả mọi cái khu vực dân cư, trong mọi sinh hoạt đời sống của chúng ta. Các linh mục mà cứ đứng đây mà giảng này, giống như tôi giảng ngày hôm nay, mà không có anh chị em đi vào giữa dòng đời thì tin mừng làm sao mà thấm được vào trong thế gian. Và anh chị em rao giảng trong thế gian mà không có cái điểm quy chiếu tại cái giảng đài này, dựa vào lời Chúa được công bố một cách có thẩm quyền bởi giáo huấn của giáo hội, thì tin mừng có nguy cơ sẽ bị sai lạc, tùy tiện. Rồi dân Chúa là dân tư tế, được sai đi để rao giảng tin mừng cho người nghèo, công bố sự giải thoát cho những kẻ bị giam cầm, cho những người mù được sáng mắt, cho những người bị tù đày được sự tự do. Nghĩa là dân Chúa có nhiệm vụ làm chứng cho cái tình bác ái của Chúa. Linh mục làm chứng sự bác ái đó là hiện thân của Chúa Giêsu. Anh chị em làm chứng cho sự bác ái đó bằng trong đời sống của chúng ta. Cho nên thưa anh chị em, chức tư tế thừa tác hay là chức tư tế chung, tất cả đều cần thiết. Chúng ta cần có nhau, chúng ta cần đến nhau. Không thể nói là các linh mục không cần đến giáo dân, và giáo dân không thể nói chúng tôi không cần đến linh mục. Chúng ta cần có nhau, chúng ta bổ túc cho nhau. Một cái quan niệm về sự tham gia như thế cho chúng ta thấy rằng chúng ta phải loại trừ hẳn cái sự kỳ thị, cái óc loại trừ cái sự coi thường người khác. Không, tất cả đều là cần thiết trong đời sống của hội thánh. Cho nên anh chị em hiểu hội thánh tham gia là như thế, mỗi người làm cái phần của mình, không thể thiếu được. Tôi xin chia sẻ thêm với quý cha và anh chị em, biết là như vậy đấy, mà làm cách nào để có được một hội thánh tham gia? Tôi xin chia sẻ điều này. Chúng ta kiến tạo một hội thánh tham gia bằng cách chúng ta truyền cảm hứng cho nhau. Biết vậy đấy, nhưng mà phải truyền cảm hứng cho nhau để mỗi người trong vị trí của mình có thể chu toàn tốt cái vai trò của mình. Truyền cảm hứng cho nhau bằng cách nào? Thứ nhất, bằng cách mỗi người sống đúng cái vai trò của mình, sống tốt cái vai trò của mình. Anh chị em biết đó, cái sự thánh thiện có cái sức lôi cuốn, có cái khả năng hấp dẫn. Một vị thánh là một vị có khả năng để lôi cuốn người khác, truyền cảm hứng cho người khác. Các linh mục chúng ta, chúng ta sống thánh thiện, chúng ta trung thành với cái lời cam kết của mình, chúng ta sẽ có khả năng truyền cảm hứng cho người khác. Trong thánh lễ truyền dầu hôm nay sẽ có cái nghi thức là anh em linh mục sẽ lặp lại cái lời cam kết khi mình đã lãnh nhận thánh chức linh mục. Có lẽ đa số chúng ta đều mong muốn có ngày này, và cụ thể anh em linh mục hôm nay tham dự thánh lễ rất đông, trừ những người quá bận rộn hay là ốm đau thôi, ai cũng muốn đến đây tham dự thánh lễ truyền dầu này để làm gì? Để chúng ta nói lên cái lời cam kết của mình một lần nữa. Chúng ta muốn làm mới lại cái hồng ân linh mục mà chúng ta đã được Chúa trao phó cho. Khi nói lên cái lời cam kết đó, chúng ta cảm thấy mình được làm mới dậy, làm sống dậy, được khơi thắm lại cái hồng ân mà chúng ta đã lãnh nhận. Chúng ta mong mỏi có ngày này để nhờ thánh lễ này chúng ta phấn khởi hơn trong thánh chức linh mục của chúng ta. Nhưng mà cũng có thể biết đâu đó
Có những người sẽ lặp lại cái lời hứa ngày hôm nay một cách máy móc. Thấy bản văn phụng vụ khi thưa con muốn thì cũng đọc thưa con muốn, mà không tác động gì trong tâm hồn của mình hết. Hay là thậm chí cũng đôi khi có thể có những người nào đó hôm nay lặp lại cái lời cam kết của mình một cách miễn cưỡng, bởi vì mình đã đi lạc lối. Mình đã lạc lối rồi, mình lặp lại cái lời hứa, mình cảm thấy nó ngượng miệng. Không, tất cả chúng ta, Chúa rất kiên nhẫn với chúng ta. Chúa chờ đợi chúng ta, mong mỏi chúng ta là mới lại cái hồng ân linh mục này. Ước gì nhờ cái lời cam kết này, mỗi anh em linh mục chúng ta cảm thấy mình được khơi thắm dậy, mình tìm lại cái sự hứng khởi trong đời sống của linh mục. Chúng ta sống thánh thiện hơn, chúng ta trung thành với cái lời cam kết của linh mục. Và từ sự trung thành, từ sự thánh thiện đó, chúng ta sẽ cảm nhận được Chúa ban cho chúng ta cái lòng nhiệt thành dấn thân. Khi mình không sống đúng lời cam kết của mình, chúng ta khó dấn thân lắm, khó nhiệt thành lắm. Và khi chúng ta sống đúng cái lời cam kết của mình, nó sống thánh thiện, trọn cuộc đời dâng hiến cho Chúa, anh em sẽ có được một cái niềm vui thiêng liêng, niềm vui thánh thiện. Cuộc đời chúng ta tỏa chiếu niềm vui, tỏa chiếu sự hạnh phúc. Và chính cái niềm vui và hạnh phúc của đời linh mục có cái khả năng truyền cảm hứng cho người khác. Không gì buồn, không gì chán cho bằng nhìn thấy các linh mục u sầu, ổ rỗ, nhạt nhẽo. Chính đời sống thánh thiện của các cha truyền cảm hứng cho dân Chúa để họ tham gia vào trong đời sống của giáo hội. Ngược lại, anh chị em giáo dân, anh chị em mới truyền cảm hứng cho chúng tôi bằng chính đời sống thánh thiện của anh chị em, bằng sự nhiệt tình của anh chị em. Khi nhìn thấy cộng đoàn dân Chúa, tất cả mọi người đều hăng say, nhiệt thành, tham dự thánh lễ, siêng năng học hỏi lời Chúa, siêng năng tích cực, thì chính cái điều đó tạo hứng cho chúng tôi, trao ban chúng tôi cái niềm cảm hứng để chúng tôi càng quảng đại dấn thân hơn trong sự phục vụ của anh chị em. Còn nhìn vào cái đời sống của cộng đoàn ẻo uột, không ai đi lễ, không ai tham gia, không ai hưởng ứng, thì nói thật với anh chị em, chúng tôi mất hứng. Chúng tôi mất đi cái niềm vui để phục vụ anh chị em. Và cái điều này đã xảy ra ở bên các nước Tây Phương. Giáo dân không đi lễ nhà thờ nữa, nhiều người bỏ đạo, nhiều người xa rời đức tin. Nhìn vào đời sống ở trong các nhà thờ, thế ẻo uột vài ba chục người, các lớp giáo lý không ai học nữa, lèo tèo vài ba người. Thế anh chị em, kia điều đấy đã làm cho rất nhiều linh mục đặt vấn đề về ý nghĩa cái sự tận hiến của mình. Đi tu làm linh mục nhưng mà để phục vụ ai đây? Không ai hưởng ứng nữa. Và cũng chính vì vậy cho nên nhiều linh mục cũng cảm thấy chán đời tu và hồi tục, và ơn gọi cũng giảm sút rất là nhiều trước một cái tình trạng cộng đoàn dân Chúa hờ hững lạnh nhạt như thế. Cho nên chính đời sống thánh thiện nhiệt tình của anh chị em sẽ truyền cảm hứng cho chúng tôi để chúng tôi chu toàn cái phận vụ của mình. Chúng ta truyền cảm hứng cho nhau cách thứ hai, đó là hãy đón nhận cái sự nhỏ bé, cái sự giới hạn của nhau. Chắc chắn ai cho chúng ta cũng muốn có những mục tử nhiệt tình, giỏi, hoạt động, vân vân. Thưa anh chị em, có lẽ tìm mỏi mắt không có được một linh mục đáp ứng tất cả các cái yêu cầu của anh chị em đâu. Không có đâu. Anh chị em mới chấp nhận linh mục trong cái sự giới hạn của các ngài. Con người chúng tôi là như vậy đó. Chúa chọn chúng tôi như vậy đó. Anh chị em chấp nhận, đón nhận cái thực tế của con người linh mục. Có những giáo sư bảo rằng cha xứ mình kém, cha xứ giảng không hay, chán, cho nên bỏ giáo sư này đi giáo sư khác. Có những giáo sư bị ế khách, có những giáo sư thì ăn khách hơn,
Và như vậy thì càng làm cho giáo xứ càng ngày càng trở nên nó nhạt nhẽo. Không, chúng ta vẫn đón nhận linh mục, mục tử của Chúa trong cái thực tế của các ngài. Và ngược lại, các cha, các mục tử đón nhận cái sự nhỏ bé của anh chị em tín hữu, sự đóng góp, cái sự cộng tác, cho dù nó nhỏ bé, cho dù nó giới hạn, chúng ta đón nhận. Đừng bao giờ từ chối những sự cộng tác của anh chị em tín hữu hết. Chúng ta từ chối chúng ta sẽ mất khách. Chúng ta sẽ truyền cảm hứng cho anh chị em chúng ta bằng cách mời gọi, bằng cách kêu gọi, khích lệ cái sự cộng tác của tất cả mọi người. Hai đồng xu của bà quá đã được Chúa khen thưởng, và cái điều đó tạo cái sự cảm hứng khích lệ cho chúng ta biết bao nhiêu. Điều thứ ba, chúng ta truyền cảm hứng cho nhau bằng cách chúng ta chấp nhận nhau, quảng đại, tha thứ, không chấp nhất, không phê phán, không loại trừ. Khi mà nghe thấy Chúa nói thầy không kết tội chị đâu, chị ấy về và từ nay đừng phạm tội nữa, hay là Chúa Giêsu đã nói với người đàn bà đó, tội con được tha. Thưa anh chị em, những lời nói đó đầy sự an ủi và đầy sự khích lệ, truyền cảm hứng cho cái người phạm tội để họ đứng dậy bắt đầu một cuộc đời mới. Chúng ta cũng thế, hãy chấp nhận nhau trong cái sự giới hạn, trong sự thực tế của mình, không chấp nhất, quên đi lỗi lầm của người khác, biết tha thứ cho nhau, biết nhịn nhục nhau. Chính cái sự tha thứ quảng đại đó, nó tạo cái sự khích lệ, nó truyền cảm hứng cho nhau để chúng ta tiến lên. Thưa anh chị em, chúng ta phải học lấy gương của Chúa. Chúng ta đừng có phê phán nhau, đừng loại trừ nhau, đừng yên trí, đừng chấp nhất nhau, mà trái lại như Chúa Giêsu, hãy ôm nhau vào lòng. Chúng ta thử bắt đầu xem. Không gì tai hại cho đời sống của hội thánh khi chúng ta công kích nhau, nhất là thời đại bây giờ nhiều người lạm dụng cái mạng xã hội để công kích nhau, ngồi trong bóng tối phê phán tất cả mọi người và xin lỗi là chửi rủa hết mọi người, đôi khi nặng lời nữa. Một mình chửi không đã, đưa lên mạng cho nhiều người chửi, cùng nhau đánh hội đồng, đánh dập dội, đánh tơi bời, đánh cho người ta không còn có cái cơ hội để ngóc đầu lên nữa. Thưa anh chị em, chúng ta ác quá, rất là ác, đánh người khác dập dội bằng cái mạng xã hội, và vui khi thấy người khác bị đánh, khi khác thấy người khác bị chửi. Ác quá thưa anh chị em. Chúng ta những người Kitô hữu, chúng ta đón nhận nhau, chấp nhận nhau. Và một người Kitô hữu, một người môn đệ mang danh của Chúa Giêsu, không bao giờ nói sai, không bao giờ bịa đặt câu chuyện, không bao giờ phổ biến điều xấu, điều hại, điều chia rẽ, công kích để làm hại cái sự hợp nhất của cộng đoàn. Những ai làm như vậy thì không phải là môn đệ của Chúa Giêsu. Chúng ta đã từng xưng tội, nói hành, nói xấu. Thưa anh chị em, có bao giờ chúng ta nghĩ tới cái tội mới của thời đại hôm nay là cái tội gõ hành, gõ xấu không? Chúng ta dùng cái mạng xã hội để nói xấu nhau, để công kích nhau, để chửi bới nhau, để loại trừ người khác, để tạo sự chia rẽ. Thưa anh chị em, đó là tội. Đó là tội. Và tùy theo trường hợp có thể trở thành tội nặng. Anh chị em từ nay xét mình và xưng cả cái tội đó. Sử dụng mạng xã hội để làm mất thanh danh của người khác, để gây ra cái sự chia rẽ. Chúng ta nhớ trong dụ ngôn, Chúa Giêsu nói tới cái dụ ngôn nước trời giống như người kia gieo lúa tốt ở trong cánh đồng, nhưng mà ban đêm ai đó kẻ thù gieo cỏ lùng vào giữa cái ruộng lúa tốt
những người đầy tớ thì xin ông chủ là cho nhổ cái cỏ lùng đi, bởi vì nó làm hại lúa. Và những người đầy tớ đó thì nghĩ như vậy là chắc là chủ sẽ khen mình, bởi vì mình có cái nhìn chung, có cái nhìn thăng cầu tiến, làm cho ruộng nó tốt hơn. Ông chủ nói làm sao? Hãy để cỏ lùng lại, hãy để cỏ lùng lại cho tới ngày tận thế, lúc đấy mới nhổ cỏ lùng. Thưa anh chị em, chúng ta mong muốn cho cộng đoàn chúng ta tốt, muốn cho người khác nên tốt, muốn cho cộng đoàn chúng ta tiến bộ, chúng ta muốn đốt loại trừ cái xấu. Thưa anh chị em, đó là tốt. Nhưng hãy cẩn thận, đừng để cho cái lòng nhiệt thành của chúng ta, cái sự khao khát muốn có một cái đời sống tốt đẹp, thánh thiện nơi chúng ta, đừng để cho cái sự khao khát đó nó biến chúng ta trở thành những con người cứng cỏi, những con người nhẫn tâm, những con người bất khoan dung, những con người không biết chấp nhận người khác. Để cỏ lụng lại như Chúa, đấy mới là sự thánh thiện thật. Còn chúng ta đòi nhổ cỏ lụng, chúng ta tưởng rằng mình là thánh thiện, nhưng mà thánh thiện dỗm. Để cỏ lụng lại mới là thánh thiện thật. Thưa anh em, thưa anh chị em, chúng ta hãy học với gương của Chúa, suy gẫm điều đó, và từ nay chúng ta loại trừ hẳn. Đừng có dùng cái mạng xã hội để mà nói xấu, nói hành công kích, bêu diếu. Và nhất là càng tệ hại hơn nữa là đừng bao giờ mà bịa đặt ra những cái điều sai, điều trái để hạ nhục người khác xuống. Và nếu có thấy thì cũng dẹp nó đi. Nếu chúng ta làm được cái điều đó thì chúng ta sẽ tạo hứng, truyền cảm hứng cho nhau trong cộng đoàn. Và chúng ta sẽ có một cái cộng đoàn hăng say, nhiệt tình tham gia, ai nấy đều tích cực, nhiệt thành, chu toàn bổn phận của mình. Cuối cùng, xin đọc cho anh chị em một cái lời cầu nguyện xin ơn khiêm nhường. Lời cầu nguyện này là của một linh mục đọc trong suốt 30 năm đã, và được ghi lại trong cái quyển bài đọc kinh sách của giáo hội Pháp ngày xưa. Tôi là Lecture thuộc Jacques Jour de l'année. Tôi thấy một cái lời nguyện này rất là hay, không phải chỉ là đối với các linh mục đâu, mà đối với chúng sinh, tu sĩ, giáo dân đều thấy cần phải áp dụng và cầu xin cho chúng ta được cái ơn này. Xin đọc. Lạy Chúa, để danh Chúa được rạng rỡ vinh quang, xin rộng ban cho con ân huệ này, là chỉ đau khổ vì đã làm cho người khác đau khổ, và chỉ vui mừng vì đã giúp anh chị em con bớt đau khổ hơn. Xin ban cho con một tinh thần mềm dẻo, để con chấp nhận tỏ ra mình yếu đuối hoặc không người bênh đỡ, hơn là làm phiền lòng hay là chà đạp người khác. Xin ban cho con tinh thần ngay thẳng, để con không bao giờ hiểu theo ý xấu một điều người khác đã làm cho con phải phiền lòng. Xin ban cho con tinh thần đơn sơ, để con không trở nên gánh nặng cho những người đang sống chung quanh con. Xin ban cho con một tấm lòng hăng hái, để con luôn cởi mở đối với những người ghét bỏ, ganh tị, phân bì con. Xin ban cho con một tấm lòng khiêm tốn, để con không trở nên cứng cỏi trước những lời chỉ trích, trước những việc làm không ngay thẳng, trước những lời kết án nghiệt ngã hay vội vàng. Xin ban cho con một tâm hồn rộng mở, để con chịu đựng những ai có óc hẹp hòi, những người ích kỷ đến độ không sao chịu nổi. Xin ban cho con ý chí vững vàng, để con mãi kiên tâm dù có phải mỏi mệt, dù có gặp thái độ vô ơn. Xin cho con một ý chí dai bền, để anh chị em con được hạnh phúc, dù họ có khuyết điểm, dù họ có yếu đuối. Xin ban cho con một ý chí luôn tỏa sáng, để chung quanh con không có ai chán nản, không có ai ngã lòng. Xin cho con đừng bao giờ phê phán khi chưa đủ bằng cớ, và khi phải phê phán thì luôn luôn khoan hậu nhân từ. Xin cho con đừng tin vào điều xấu mà có người nói về những ai vắng mặt, và nhất là đừng bao giờ lặp lại những điều xấu đó.
Và trên hết mọi sự, xin Chúa dạy con biết để tai nghe, biết đoán ý người khác, biết tha thứ không ngừng. Lạy Chúa, xin ban cho con những ân huệ đó để anh chị em con bớt đau khổ vì con. Amen. Ước gì được như vậy.